Nhiều tính năng đáng chú ý trên iPhone XC, trang công nghệ dẫn lời một nguồn tin thân cận với Apple đã hé lộ thêm nhiều thông tin chi tiết về bộ ba iPhone sẽ được ra mắt trong năm 2019. Theo đó, ba phiên bản iPhone mới sẽ có tên mã lần lượt là D42, D43 và N104, trong đó phiên bản D42 sẽ là bản nâng cấp của iPhone XS, D43 là bản nâng cấp của iPhone XS Max và N104 sẽ là bản nâng cấp của iPhone XR ra mắt vào năm ngoái. Hai phiên bản D42 và D43 sẽ được trang bị màn hình công nghệ OLED, còn N104 vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với màn hình công nghệ LCD giống phiên bản iPhone XR trước đây. Nguồn tin cũng cho biết cả ba sản phẩm vẫn được giữ nguyên về kích thước và độ phân giải màn hình, nghĩa là phiên bản D42 sẽ có màn hình 5.8 inch với độ phân giải 2436 x 1125, phiên bản D43 sẽ có màn hình 6.5 inch độ phân giải 2688 x 1242 và phiên bản N104 sẽ có màn hình 6,1 tinh với độ phân giải 1792 x 828. Nguồn tin cũng cho biết, bộ 3 iPhone mới sẽ được nâng cấp lên bộ vi xử lý A13 thế hệ mới nhất. Đáng chú ý sản phẩm vẫn sẽ sử dụng cổng kết nối Lightning quen thuộc, thay vì chuyển sang sử dụng cổng USB-C như các tin đồn trước đây. Nhiều khả năng Apple sẽ chính thức trình làng bộ 3 iPhone mới nhất của mình vào ngày 12 tháng 9 tới đây.